Đây là tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á. Ở đây nó xé hả? Các bạn có thấy lạ ha? Tại sao không xe thẳng ra đường mà tăng thấy nó xé xé, mặc dù nó thẳng nó vẫn xé xé. Đấy là đang quay. Đang quay. Không có quay. Hả? Đây là trống hết chứ. Đâu? Đây. Đó, quay. Thấy rồi. Bác ngày lễ chắc đông lắm ha. Chắc là ngày 20 tháng 3. Đúng ngày. Cũng đông chứ, đông rồi chắc hết. Cái gì hết. Cái gì là tiêu hồn.